Rồi, xin chào các siêu nhân. Chúng ta cùng tiếp tục chuyên đề phương pháp vận ẩn phụ cho bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Phương pháp đặt ẩn phụ thì nếu chúng ta đặt t bởi một cái thì cái việc quan trọng số 1 của chúng ta đó là bắt chặt cái điều kiện cho cái ẩn phụ này. Bắt chặt điều kiện cho ẩn phụ t. Cách bắt thì có thể chúng ta đánh giá nếu nó đơn giản. Còn nếu nó phức tạp thì chúng ta có thể khảo sát. Khảo sát hàm t biến x, t bằng u x để chúng ta bắt chặt cái sau khi đặt ẩn phụ t thì nó có hai bài toán chúng ta hay gặp. Đưa về dạng bài toán một, bài toán mới, hàm số theo biến t trên một cái điều kiện chặt đấy, hàm số theo biến t trên điều kiện mới, với t thuộc d. Bắt chặt điều kiện t này sẽ được t thuộc d thì nó sẽ xuất hiện hai trạng thái bài toán, là bài toán mới hoàn toàn theo biến t thì chúng ta sẽ tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái hàm biến t trên một cái miền t mới thuộc d này. D này vừa tìm bắt chặt điều kiện. Còn đối với dạng bài toán mà liên quan đến bảng biến thiên hay đồ thị, bảng biến thiên hay đồ thị thì chúng ta xét cái đồ thị hoặc cái bảng biến thiên trên cái miền mới của t. Thì lúc đó xét đồ thị hay là bảng biến thiên trên cái miền mới của t, tức là xét cái miền t d này. Và bài cụ thể dễ hình dung nhé, lý thuyết hơi chịu tượng một chút nhé. Ví dụ này, ví dụ một, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm y bằng sin bình phương x trừ sin x cộng 2. Y bằng sin bình phương x trừ sin x cộng 2. Bài này khả năng là êm thôi. Bài này chúng ta chỉ cần đặt t là gì? T bằng sin x đúng không? Và điều kiện t đây là gì? Điều kiện chặt của t. Đúng rồi, t thuộc đoạn trừ 1 đến 1. Đặt t bằng sin x. X này không nói gì, tức là thuộc R. Thì điều kiện chặt của nó là, vì sin nó quét từ trừ 1 đến 1. Vậy điều kiện chặt và đúng là t thuộc đoạn trừ 1 đến 1. Và lúc đó hàm y sẽ được chuyển hoàn toàn về biến mới, thì ký hiệu là ft, là t bình phương trừ t cộng 2, với t được xét trên một cái điều kiện là t thuộc đoạn trừ 1. Thì đây là bài toán min max của hàm liên tục trên gọi. Các bạn ăn được không? Ăn ngon đúng không? Đấy, hôm nay vừa rồi Trung Thu có được cái ấy không? Tham gia đội thiếu niên của xóm không? Thi nghi thức đội ông nẩn vào thì tham gia văn nghệ không? Mà ảo cứ trốn vào thi trộm văn nghệ. Hai đội quản lý. Không trách đâu. Hai phần hai đội phụ trách này. Báo cáo đồng chí tổng phụ trách. Chi đội có 14 bạn vắng mặt hết, xin ý kiến đồng chí phụ trách. Không phải nè. Nèn đồng chí được, đồng chí về luôn để tôi còn nghỉ. Ép phải này. 2t trừ 1 t 1 phần 2. Như vậy chúng ta sẽ tính f tại trừ 1, f tại 1 và f tại 1 phần 2. F tại trừ 1 thì bằng 4,
F tại 1 bằng 2, F tại 1 phần 2 có thầy nè. 7/4. Max là mấy? Max 4, min là mấy? Ok, 7/4. Đơn giản nhá, nếu mà có ẩn phụ mà ra cái hàm mới luôn thì rất êm luôn. Bài số 2 này. Ví dụ số 2. Cho hàm số y bằng f x có bảng biến thiên như sau. X y phải y trừ vô cùng trừ 2 0 1 3 dương vô cùng. Tại trừ 2 là 0 này. Dấu dương âm. Dấu đan xen. Âm phủ lên đến 3. Ở lao xuống trừ 3 lên đến 4. Xuống trừ 2 lên thiên đình. Tìm giá trị lớn nhất của hàm y bằng f của sin x trừ 1. Lớn nhất f sin x hay là hàm y bằng f x nhé. Thì con này nó thuộc cái loại này. Thuộc cái loại mà người ta cho bảng biến thiên cho đồ thị. Thế thì chúng ta ẩn phụ chúng ta vẫn đặt. Sau đó chúng ta dịch chặt cái điều kiện ẩn phụ đấy. Rồi chúng ta xem cái bảng biến thiên trên cái miền của cái biến t mới đấy. Thế ẩn phụ đây sẽ chọn là gì? Chọn t là gì? Chọn ẩn phụ t bằng x à? Đặt t bằng sin x trừ 1, đặt cả nó bằng cái đống này. Để tí nữa nó ra hàm ft. Hàm ft thì xem t nó chạy ở trên cái chỗ nào thì chúng ta dịch cái bảng biến thiên trên cái đoạn đấy là xong. Đặt t bằng sin x trừ 1. Thế thì x ở đây là xét trên r. Vậy thì sin nó sẽ chạy từ trừ 1 đến 1. Vậy thì sin x trừ 1 sẽ chạy từ đâu đến đâu? T lớn bằng mấy, bé bằng bao nhiêu? Trừ 2 đến 0, ok. Như vậy chúng ta cần phải tìm giá trị lớn nhất của ft. Lớn nhất của ft với t thuộc đoạn trừ 2, 0. Lớn nhất của ft trên đoạn trừ 2, 0. Vậy thì trên bảng biến thiên này chúng ta hãy quét mỗi cái đoạn từ trừ 2 đến 0 thôi. Hiểu không? Trên bảng biến thiên chúng ta quét mỗi cái đoạn trừ 2 đến 0 này. Vậy thì giá trị lớn nhất của nó là mấy? Mấy? 3. Giá trị lớn nhất của nó trên đoạn trừ 2 không lao từ 3 xuống âm 3. Vậy lớn nhất nó là 3. Còn không may lỡ một nó hỏi nhỏ nhất thì sẽ là trừ 3. Xét bảng biến thiên trên cái ô trừ 2 không thì thấy giá trị lớn nhất là 3. Còn muốn truy tận cùng x bằng bao nhiêu ấy, thì chúng ta sẽ truy này. Giá trị lớn nhất của ft nó đạt được tại t là trừ 2. T là trừ 2 thì sin nó sẽ là trừ 1. Sin là trừ 1 thì x nó sẽ bằng trừ pi trên 2 cộng cái pi. Hiểu đó? Hiểu không? Mày hơi không hiểu. Còn thực tế là không hiểu gì. Thank you.
nhá, ba này. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ. Tại trừ 1 y bằng 1. Tại 0 y bằng 2. Tại 2 y bằng trừ 2. Trừ 2 tại 3 y bằng 3 đây là 3 1 2 tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của y bằng f trừ sin x cộng 2. Tên là gì? Đúng rồi, bao giờ chúng ta cũng đặt cái ở trong cái chỗ này là tên để nó là cái hàm FT lợi dụng bảng biến thiên học đồ thị. Rồi cái việc chặn T là việc của ta. Đặt T bằng trừ sin x cộng 2. T thuộc từ đâu đâu? X này nó chỉ chạy từ x này nó chỉ chạy từ trừ 1 đến 3 thôi. X nhé, x thì chạy từ trừ 1 đến 3. Trừ 1 thì nó khoảng bao nhiêu này? X là trừ 1. Trừ 1 thì đã được trừ pi trên 2 chưa? Chưa được đúng không? Trừ pi trên 2 thì nó là bao nhiêu? Trừ pi trên 2 nó hơn, nó bé hơn trừ 1 đúng không? Trừ pi trên 2 đây. Vậy trừ 1 ở chỗ này. Trừ 1. Trừ 1 ở chỗ này thôi. Nên 0 đến đây. Pi trên 2 thì nó to hơn 1 rồi. Pi thì 3,14. Đúng không nhỉ? Pi được 3,14 là trừ đến pi đến tầm này thôi, đến 3. Như vậy từ 1 đến 3 thì nó chạy từ đây đến đây. Bài này nếu nó phải cho hàm số y xác định trên R thì mới được. Không có trên R cho mỗi này thôi. Như vậy T nó không chạy từ 1 đến 3 đâu. T nó chỉ chạy từ đâu đến đâu thôi. Vì X nó chỉ chạy từ đây đến đây thôi mà. Với cái mô hình này, X chỉ chạy từ đây đến đây. Thì sin nó chỉ chạy từ đây đến đây thôi. Đúng không nhỉ? Từ sin của âm 1, sin của trừ 1, đến sin của pi trên 2 là đến 1. Sin của trừ 1. Như vậy T nó chỉ chạy từ 1 đến 2 cộng với sin của 1. Hai cộng với sin của 1.
từ nó phải quét từ đảm bảo được trừ pi trên 2 đến pi trên 2 thì cái sin nó mới đủ chạy từ trừ 1 đến 1. Còn thằng này x chạy từ trừ 1 đến trừ 1 đến 3 thì nó không quét được. Nó không quét được tại trừ pi trên 2. Hiểu đúng không? Hiểu chưa? Vì x đấy, x đó chưa đủ. Còn cho x quét trên r đấy nha, x quét trên r đấy để làm bài này cho nó đẹp số nha. X quét trên r thì sin nó sẽ quét từ 1, từ trừ 1 đến 1 và t nó sẽ quét từ 1 đến 3. Đấy là x quét trên r đấy nha. X quét trên r thì t quét từ 1 đến 3. Quét từ 1 đến 3 thì lúc đó hàm y nó sẽ là y bằng ft với t quét trên đoạn 1, 3. T quét trên đoạn 1, 3 thì chúng ta soi vào đây. 1 đây, 3 đây. Như vậy, đồ thị của nó, đồ thị của nó sẽ gồm cái này. Vậy, lớn nhất của nó là mấy? Lớn nhất là mấy? Lớn 3, đúng rồi, lớn nhất là 3. Bé nhất là mấy? Là cái này hay là cái này? Trừ 2. Như vậy nhìn vào đồ thị thì lớn nhất là 3, nhỏ nhất là trừ 2. Lớn nhất tại 3 này, nếu truy cuối cùng nha, truy đến cùng thì T nó sẽ là 3 luôn. T nó sẽ là 3 thì sin nó sẽ là trừ 1. Sin là trừ 1 thì x nó sẽ bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Trừ pi trên 2 đúng không? Trừ pi trên 2. Đúng nhỉ? X trừ pi trên 2. Như vậy nếu mà nó không cho x này quét trên r là bài này sẽ bị hỏng này. Nếu nó chỉ cho x từ trừ 1 đến 3 là chỗ này nó sẽ bị vướng. Còn giá trị nhỏ nhất là trừ 2. Nếu chúng ta muốn quét tới cùng trừ 2 thì nó sẽ ứng với t là 2. T là 2 thì ứng với sin là 0, x bằng 0. Ok không? Rồi, thử con nữa. Bài số 4. Cho đồ thị như hình vẽ, y bằng fx như hình vẽ. Tại trừ 1 là 0, tại 0 là 4, tại 2 là 0. Đây là 2, trừ 1, đây là 4. Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số y bằng f của 2 trừ x bình phương với x thuộc đoạn 0 căn 2. X thuộc đoạn 0 căn 2. Chắc êm thôi đúng không? Không tính lượng ra. T là gì? T vẫn là cái ruột của cái F này. T bằng 2 trừ x bình phương. Chặn điều kiện nào. X thuộc 0 đến căn 2 thì T thuộc cái gì? X chạy từ 0 đến căn 2, T sẽ thuộc đoạn 0 đến 2 đúng không? T thuộc đoạn 0 đến 2 đúng nhỉ? Và hàm lúc đó là hàm y bằng ft trên đoạn 0 đến 2. Vậy chúng ta chặn đồ thị trên đoạn 02. Trên đoạn 02.
Vậy lớn nhất của nó là mấy? Lớn nhất là 4 và nhỏ nhất là mấy? Ok. Đây là hiểu bài. Lớn nhất 4, nhỏ nhất. Dần dần nhỉ. Có một cái chặt đời không? Để còn nữa nhá, 5 rồi. Cho hàm số fx liên tục trên đoạn. Liên tục trên đoạn trừ 1, 5. Có đồ thị như sau. Tại trừ 1, y là trừ 2. Tại 0, y là 1. Tại 2, y là trừ 2. Tại 2, y là trừ 2. Tại 3, y là 1. Tại 3, y là 1. Tại 4, y là 3. Tại 4, y là 3. Tại 5, y là 1. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm y bằng f x bình phương trừ 2x cộng 4 trên đoạn 0,2. Mấy bạn trực tuyến thế nào? Ok không? Hồng Nhung ok không? Dạ ổn ạ. Quốc Huy ở đâu? Ok. Nguyễn Huy ok không? Vẫn giống bài trên thôi nhỉ. Cứ ép gì thì đặt cái đấy bằng t. Đặt t bằng x bình phương trừ 2x cộng 4. Sau đó chúng ta tìm điều kiện t trên cái đoạn. Trên cái đoạn 0,2 này. Trên đoạn 0,2 nếu mà dịch bình thường khó thì khảo sát cái hàm này thôi. Khảo sát hàm này. T phải bằng 2x trừ 2. Có nghĩa là 1. X t phải. T trên đoạn 0,2 có nghĩa là 1. Tại 0 là 4, tại 1 là 3, tại 2 là 4. Như vậy t thuộc đoạn 3, 4. Đúng không? Hàm ft, t thuộc đoạn 3, 4. Tô đậm đồ thị trên đoạn 3, 4. FT với T thuộc đoạn 3, 4. Vậy mắc là mấy? Lớn nhất là mấy nhỉ? 3. Nhỏ nhất? 1. Okay. Lớn nhất điểm này. Nhỏ nhất điểm này. Em chứ, mấy bạn nè? Liên tục trên là có đồ thị. Có đồ thị như trên bảng. Tại trừ 1 y là 3.
trừ 1. Tại 2 bằng 3. Tìm M để giá trị lớn nhất của Y bằng F 2 x 3 cộng X trừ 1 cộng M bằng trừ 10. Giá trị lớn nhất của Y bằng F 2 x 3 cộng X trừ 1 cộng M trừ 10. Tư duy sao? Vấn đề gì không? Bình thường như con kia thôi, đúng không? Vẫn T là cái T là cái luật của F thôi. T là luật. Sau chúng ta tìm giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất xong cho nó bằng trừ 10 là M. T bằng 2 x 3 cộng x trừ 1. Trên đoạn 01 bổ sung thêm giá trị lớn nhất của trên đoạn 01 thế thì tìm điều kiện chặt của T trên đoạn 01 T phải giao dịch đồng biến luôn đi dịch mà không thích dịch vẽ tí cho nó hoa lá cảnh tại 0 là T là trừ 1 tại 1 T là 2 như vậy T thuộc đoạn trừ 1 2 và lúc đó chúng ta xét cái FT trước và cái M ăn theo thôi không chấp xét cái gx gt xét cái hàm g bằng ft trước vậy nhé rồi tí nữa ta cộng cái m ăn theo vào ft mà t thuộc trừ 1 2 tô đậm đồ thị trên đoạn trừ 1 2 mắc là mấy mắc là 3 lớn nhất của FT là 3 do đó lớn nhất của FT cộng M lớn nhất của FT cộng M sẽ là 3 cộng M rồi cho 3 cộng M này bằng trừ 10 mà sẽ chén được. Đó. À, nghỉ 1 phút sang chuyên đề mới nhé. Mời cùng đón xem video tiếp theo chuyên đề tìm M để giá trị lớn nhất nhỏ nhất bằng một số